Sau khi nhận được thông tin về ca F0 liên quan chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang, sáng nay, nguồn Cẩm lệ khẩn trương khoanh vùng truy vết và xét nghiệm kỳ chân khu vực lân cận. Ca dương tính với sars cov 2 này là bệnh nhân LTN sinh năm 1982, trú tại Bình Thái 1, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Bệnh nhân là tiểu thương chợ Cẩm Lệ có liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang. Sau khi nhận được thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, quận Cẩm Lệ đã lập tức phong tỏa một đoạn đường Bình Thái 1 hỗ trợ đưa F0 đi cách ly và điều trị. Cùng với đó, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ triển khai xét nghiệm cho hơn 250 người dân khu vực lân cận nhằm kiểm soát sự lây nhiễm trong cộng đồng.